Đây là cái nhàu, đây là lá nhàu, hoa nhàu, đây là trái nhàu và trái nhàu sắp chín. Đây trái này ở trên. Thì lá nhàu này, cây nhàu ta này thì nó có nhiều công dụng từ rễ, thân, lá, trái. Thì rễ nhàu và thân nhàu sử dụng như là một vị thuốc trị các bệnh về khớp, giúp tăng cường hệ miễn dịch, trị một số bệnh về thận. Còn trái nhàu có thể dùng như là một cái nước ép để uống giải khát, một vị thuốc. À, lá nhàu non thì có thể dùng để ấm lương, là một cái món ăn rất là ngon. Đây, khu vườn nhà mình trồng khá nhiều loại cây thì mình giới thiệu trước cho các bạn về cái nhàu này. Cái nhàu này cũng có tên gọi là cái nhàu ta, cái nhàu hay là cái ni lông.